công trình Sóc Sơn nhà anh Điệp, mái tầng lửng. Em quay tổng thể, em quay tổng thể trước, sau đó em sẽ đi từng dầm ạ. Đấy. Em đi từng dầm một. Đeo rồi, tích đèn lúc nào. Từ từ. Em làm việc của em đi, anh làm việc của anh. Giúp đỡ em thế thôi chứ. Việc của... Thế em không muốn nghiệm thu à? Đây là đang nghiệm thu. Kéo đi em nhờ các ông này này. Một người tự chỉ đạo đi. Ra nhờ các bác kia là được mà.